Có một sự việc rất là trùng hợp luôn chị nha, và theo Duy thì đánh giá cũng sự trùng hợp này rất là may mắn luôn. Và khi mà Duy vừa chốt xong chiếc xe Kia Rondo lên full đồ chơi này nè, vừa chốt xong thì trời đã đổ mưa rồi, Bình Dương đã có mưa rồi anh chị nha. Sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi thì Bình Dương bây giờ đã có mưa rồi, thật sự rất may mắn luôn. Và chiếc xe em vừa lấy và sẵn tiện thì ghi hình gửi đến các anh chị, đây là Kia Rondo phiên bản cao cấp nhất anh chị nha, tặng bằng xăng cao cấp á, 2.0 GATH bản full xăng. Xe này thì trang bị theo xe cũng đã rất là nhiều đồ rồi, và anh chủ này anh còn vào thêm cho mình sẵn thêm rất là nhiều phụ kiện nữa, giúp cho xe hoàn mỹ luôn. Xe này chạy 9 vạn anh chị nha, và chủ cũng đã thay sẵn cho mình là 4 lớp mới nè, 4 lớp DAT 2023. Cái giá nóc này thì anh chủ anh xin lại rồi anh chị nha, ngày mai bên em sẽ tháo ra và trả lại cho anh chủ xe. Anh dán cái nẹp chống trầy cho tắp bi cửa luôn anh chị, và có lên được đèn viền nội thất cho mình nè. Và đây là ghế da heo xe, ghế da nguyên bản heo xe anh chị nha. Xe này chạy 9 vạn nhưng mà anh chủ ảnh bảo dưỡng hãng không à, nên xe chạy còn ngon lắm, đều đặn cứ 5.000 cây là ảnh vào hãng thay cho mình. Và bản full nên Kia Rondo này cũng có cửa sổ trời toàn cảnh cho mình. Và đèn là full led anh chị nha, trước sau đều là đèn led cả. Ghế tài cũng là chỉnh điện và có bơm lưng luôn nè anh chị. Phần da ghế còn đẹp lắm nha, chạy 9 vạn mà chất xe như thế này là cực kỳ đẹp luôn. Vô lăng thì anh chủ cũng có lên cho mình vô lăng carbon nè, và có lo súp cho mình luôn ạ, chạy 9 vạn chuẩn anh chị nha. Trên đây thì có camera hành trình, màn hình Android và có luôn camera cặp lề rồi. Trong tầm tiền hơn 400, anh chị lấy xe này chạy cực kỳ ngon luôn chị nha. Kia Rondo thì ai chạy cũng phải khen hết, chạy cực kỳ bốc luôn. À, phía trước xe thì anh chủ có lên cho mình đèn gầm LED nè anh chị. Một cái đèn sương mù màu vàng và một cái đèn có thấu kính màu trắng nữa nè. Rất đẹp ha, lên rất là nhiều đồ chơi luôn. Rồi, ghi hình nhanh thôi chị nhé. Anh chị nào quan tâm đến chiếc Kia Rondo 2018 màu ghi vàng này thì liên hệ với Duy ạ. Xin cảm ơn và chào tạm biệt ạ.